Thị trấn Abyei là trung tâm của khu vực phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, có diện tích khoảng 20 km2. Ngay từ những trận mưa đầu mùa đã làm cho toàn thị trấn bị ngập trong nước. Cùng với đó, cuộc sống nghèo khó khiến cho dịch bệnh phát sinh nhanh và lan rộng trong cộng đồng. Trước tình hình đó, thị trưởng thị trấn Abyei đã phối hợp cùng với phái bộ UNIFA nhằm hỗ trợ giúp đỡ nhân dân địa phương khơi thông và mở rộng hệ thống thoát nước để chống ngập cho mùa mưa năm nay. Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ lên phương án chống ngập lụt cho người dân trong thị trấn, đội công binh số 1 của Việt Nam đã cùng với phòng công binh của phái bộ tiến hành khảo sát đánh giá tình hình. Qua khảo sát cho thấy, vấn đề khó khăn nhất của thoát nước ở khu vực này là địa hình không có độ dốc, độ cao giữa mực nước sông và các khu dân cư không chênh lệch nhiều. Trước tình thế cấp bách, đội công binh số 1 của Việt Nam đã triển khai phương tiện, các loại xe tải tự đổ nhằm cải tạo hệ thống kênh rạch thoát nước, chống ngập cho khu vực thị trấn Abyei. Cơ bản là địa phương đã giúp chúng tôi rất nhiều trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cũng đã nhiều người ra giúp đỡ chúng tôi rất nhiều về giải phóng cái mặt bằng trong cái quá trình cũng như là chặn các cái đoàn xe để trong tôi cơ động cái đoàn xe thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ ba là làm qua các cái nhà dân ấy, thì ví dụ như là cái thời tiết nắng mưa thì cũng đã người dân thì cũng đã gọi chúng tôi vào để có những cái chỗ trú mưa, rồi thì cũng đã mang nước cho chúng tôi uống trong cái quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, để cải tạo hệ thống mương thoát nước cả trục chính và hệ thống các trục phụ từ trong làng kết nối liên hoàn cần rất nhiều vật liệu để làm cống. Đội công binh Việt Nam cử cán bộ đi gõ cửa các cơ quan của phái bộ để xin các ống cống cũ phế liệu không còn sử dụng nữa về sửa chữa, gia công lại được 138 cống tròn, lắp đặt được 36 cống làm đường đi cho dân. Với tình cảm chân thành và những việc làm thiết thực, đội công binh Việt Nam đã làm cho người dân nơi đây ngày càng có thiện cảm hơn với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mà đặc biệt là đối với bộ đội Việt Nam. Những việc họ làm cho chúng tôi ở đây đúng như cách mà họ làm cho người dân Việt Nam. Chúng tôi rất biết ơn, vui mừng và hạnh phúc. Những thành quả mình làm được, được người dân ghi nhận. Giờ đây chúng tôi đi qua những khu, đặc biệt là khu dân cư, thì đều được nhận được những cái vẫy tay và những nụ cười thân thiện của người dân. Chúng tôi cảm thấy là rất hạnh phúc. Trong quá trình thi công, được tận mắt chứng kiến cảnh các em học sinh cấp 2, cấp 3 tới trường phải đi qua con đường ngập lụt lầy lội, đội công binh Việt Nam lại quyết tâm làm một con đường dài gần 200 mét để giúp các em học sinh vào trường. Đội công binh đã bổ sung gần 100 mét khối đất để nâng cốt nền sân trường với diện tích trên 400 mét vuông để tránh ngập lụt lầy lội, làm khu vui chơi thể thao cho học sinh sau giờ học. Ngoài ra, đội công binh còn làm tặng nhà trường 2 lò đốt rác, 3 thùng đựng rác, 1 bộ cột, lưới và 5 quả bóng chuyền và 6 phần quà, với mong ước gieo những mầm non hòa bình trên thị trấn Abyei. Tôi rất vinh hạnh và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc khi các bạn đặt chân đến đây giúp đỡ nhà trường chúng tôi, như san lấp mặt bằng, làm đường vào trường và tặng quà cho nhà trường. Những điều này là những điều may mắn mà trong 15 năm qua, cho tới bây giờ chúng tôi mới có được kể từ khi nhà trường được xây dựng từ năm 2008. Với tinh thần trách nhiệm, những chiến sĩ công binh Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ cải tạo toàn bộ hệ thống mương thoát nước và con đường đến trường trong thị trấn Abyei. Với hy vọng các mùa mưa tiếp theo sẽ không còn cảnh ngập lụt. Mang trên mình sứ mệnh gìn giữ hòa bình, mỗi công trình được hoàn thành là một lần phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ lại được tỏa sáng, đồng thời khẳng định trình độ năng lực của đội công binh Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tiếp tục tô thắm truyền thống mở đường thắng lợi của bộ đội công binh Việt Nam anh hùng.